Lúc chúng ta là một chú bé, chúng ta đi học cấp 1, cấp 2 thì có lẽ là chẳng bao giờ chúng ta hỏi nó sống để làm gì đâu. Vì chúng ta còn cái nhận thức của chúng ta nó còn non nớt lắm. Nhưng mà lúc chúng ta lên cấp 3 rồi, cái tuổi 16, 17, 18 bắt đầu ham mê đọc, bắt đầu ham mê khám phá những cái ở ngoài, bắt đầu ham mê khám phá những bạn ở dưới bên kia. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng là cái chữ sống ấy nó sẽ xuất hiện đầy ám ảnh. Nó cựa quậy một cách rất là mãnh liệt trong đầu óc của chúng ta. Và như thế thì ở cái lớp 11, 12 đó thì chúng ta bắt đầu mơ hồ thôi. Chúng ta trả lời chúng ta câu hỏi là chúng ta sống để làm gì? Chúng ta trả lời chúng ta câu hỏi là chúng ta sống để làm gì? Cùng nhau hát vang trọn đời. Là ngày hôm nay một đám nhóc
một vòng Sài Gòn qua đến Thủ Đức. Ngắm nhìn cuộc đời đang chạy chậm, ngắm nhìn cái mới cho mình quên những điều cũ nhất. Ngắm nhìn Sài Gòn không giờ cũ, ngày mai có phải ngày để thức dậy và đi làm. Đối diện với thằng tên là Sám, đó với ta thật không làm được những điều free from. Tại những quyển sách chưa được trẻ phiền, sinh ra không để làm đứa trẻ hiền. Bỏ hết cuộc đời trong hip hop, lúc mà mày đấu thì cũng có thứ gì để tiền. Lúc mà mày đứng trên sân khấu, tay cầm mày rung như thâm tâm của mày thanh thản. Lúc mà đôi cổ chẳng còn màu, nói về niềm đau thì người ta không còn tranh cãi. Sống cho hết để thanh xuân, để đổi tiền mua cho mẹ một căn nhà thiệt bự. Hip hop từ phố chạy dài thì cảm giác tao không bao giờ thua thành bỏ trong biệt thự. Sống cho hết để thanh xuân, như thằng nhóc như mình sẽ vấp vào mơ hồ. Là thằng tỷ phú nhưng khi tỉnh dậy là mất cả cơ đồ. Sống cho hết đời thanh xuân, 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 để trọn vẹn hết những thứ mà ta cần. Bước chân tân cung là đâu, nơi chân thanh xuân ta đi tìm, ngần ngại điều gì vì đời có. Gọi hôn đêm xưa, đừng ngại trời hó mưa.